Thưa quý vị, 8 tháng năm 2024, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận 12 trường hợp sốt phát ban nghi sởi rubella, trong đó 3 trường hợp dương tính với virus sởi. Ngoài ra, tỉnh ghi nhận 3 trường hợp ho gà. Từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ Y tế đã cung ứng đủ các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho tỉnh. Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức tiêm chủng thường xuyên, tiêm bù, tiêm phép cho các đối tượng đầy đủ, kịp thời, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Để bảo đảm đủ vaccine tiêm chủng, định kỳ hàng tháng, hàng quý, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều gửi dự trù nhu cầu vaccine sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Khu vực. Đồng thời, theo dõi sát tình hình cung ứng để tiến hành tiếp nhận vaccine ngay khi được phân bổ. Hiện tỉnh đã đề xuất đối tượng và nhu cầu vaccine uốn ván, bạch hầu, giảm liều để tiêm cho trẻ 7 tuổi trên địa bàn từ tháng 9 năm 2024. Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh còn đôn đốc các địa phương tích cực rà soát và tổ chức tiêm chủng các loại vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ, kể cả trẻ vãng lai đang sinh sống trên địa bàn được tiêm vaccine đúng lịch, đủ liều các mũi cơ bản và mũi nhắc lại.